làm sao đó mình giúp được quê hương của mình, giúp được những gia đình có hoàn cảnh tương tự như mình, họ có được một cái cuộc sống tốt hơn, đủ đầy hơn. Và hành trang và Trang đến sau khi tốt nghiệp 12 thì Trang mang cho mình một cái ước mơ đến Sài Gòn lập nghiệp, và để mình thành công, mình có được cái thu nhập, mình quay về mình giúp đỡ những người quê hương của mình, thì cái nỗ lực phấn đấu không ngừng, cái giấc mơ và một cái phương tiện để mà cái sự lòng quyết tâm của mình luôn luôn thâu đấu trong lòng của mình, các anh chị, là mình phải thành công. Và trong đi học xong rồi, chúng cũng không biết là mình học cái gì để mà mình làm được kiếm được nhiều tiền. Thì lúc trong học mình kế toán, kiểm toán, nhưng mà khi mà ra trường trong đầu mình có hình dung là làm bất động sản chắc là nhiều tiền, có sẽ có cho mình cái phương tiện để cho mình thực hiện được cái ước mơ đó. Và khi mà qua 12 năm trả từ những bước chân đầu tiên, những cái nhân viên và trong nỗ lực hết không ngừng, nỗ lực không ngừng phấn đấu, không ngừng làm việc, và cho ra một cái kết quả là mình giữ được một cái vai trò lớn trong cái doanh nghiệp của mình, điều hành phó tổng giám đốc công ty bất động sản thời đó. Và lúc đó thì khi mà mình có đủ cái ước mơ, mình có được những cái mình mong muốn, thì cái điều mà mình trăn trở ngày xưa đã quay về và mình thực hiện bằng được những cái ước mơ đó, các anh chị. Thì trong cái quá trình mình đi học á, thì bản thân Trang cùng với các bạn của mình đã lập nên một cái quỹ thiện nguyện Vạn Linh, nơi mà mình sinh ra, để hàng năm cái quỹ của mình có thể giúp được những cái trẻ em ở vùng quê, ngoài quê của mình có được những cái quyển tập sách vở, họ cắt sách đến trường. Và thêm một đó nữa là trong chỉ cái quỹ của mình thì chỉ giúp được một năm hai lần thôi, đó là giúp các em đến trường, và một cái thứ hai đó là giúp cho những em trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại vì quê của mình ấy, hình như là năm nào cũng có mưa bão lụt đó anh chị. Thì sau cái cơn mưa là những cái cuộc sống kiệt quệ của những người đã nghèo rồi, nghèo hơn nữa, họ không có nhà cửa mốc mát, rồi những cái tập sách của các em hầu như là trôi hết. Và trên hình của các anh chị đang xem đó là cái cơn bão 2017 vừa qua đã làm cho sập nhà, và một cái người em bé chưa đầy 2 tuổi bị đứt cả hai cái bàn tay, các anh chị. Thì những cái hoàn cảnh vô cùng đau thương, những cái điều đó thôi thúc trong lòng mình luôn luôn phải làm gì tốt hơn nữa. Và những cái quỹ của mình thì một năm mình được 2 lần, nhưng mà khi mà biết đến Lucy tại đây cho mình một cái cơ hội để mình làm cái điều đó tốt hơn. Và tôi quên cho Trang biết được rằng là với Blue Skin mình có một cái quỹ Phật Phong Đức làm vì những điều tốt đẹp, các anh chị. Thì ở đây cái quỹ này đã giúp cho những trẻ em không những là vượt qua được cái nạn đói, bệnh tật, và giúp cho các em có được một cái cuộc sống, một cái cơ hội được học tập tốt hơn. Thì Trang chia sẻ rằng là cái quỹ Phật Phong Đức này thì giúp cho những cái trẻ em ở khu vực Đông Nam Á, nghĩa là hàng năm có rất là nhiều trẻ em được sinh ra, và những trẻ em nó bị mắc bệnh tim bẩm sinh, nếu mà không phẫu thuật, có chi phí phẫu thuật sớm thì các em không có cơ hội đón cái sinh nhật một tuổi của mình, các chị. Điều đó có nghĩa rằng những giáo sư, những bác sĩ, những người giáo viên, những doanh nhân trong tương lai sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Và cái điều mà mình cảm thấy rất là tâm đắc, mình rất là yêu thương trong cái công việc này là chúng ta mỗi người ở đây, chúng ta một ít, mỗi người đóng góp 1% công sức của mình vào cái quỹ mỗi viên này để giúp cho các em những cái mảnh đời bất hạnh của các em có được cái cuộc sống tốt hơn. Và chính vì điều đó thì Trang luôn luôn trăn trở rằng là ngày xưa mình đi làm, các anh chị đi làm, Trang biết rằng là ở đây tất cả các chị em chúng ta đều có những cái trái tim, những cái tấm lòng nhân ái. Mỗi năm các chị có thể là đóng góp cùng với công ty của mình, cùng với tổ chức của mình, cũng chia sẻ những cái điều khó khăn đó với những người nghèo khác. Nhưng mà ở đây Blue Skin 1% hoa hồng của anh chị không phải là mình đóng góp một vài lần, mà suốt cái hành trang trong cuộc đời là Blue Skin của mình, mỗi tháng 1% nó tương đương với bây giờ các anh chị, mỗi ngày các anh chị làm, các anh chị đều giúp cho tất cả những cái người mảnh đời bất hạnh này, họ có được cái, những trẻ em này có được cái chi phí để phẫu thuật, các anh chị. Và
Ở Việt Nam chúng ta thì mỗi năm thì có hơn 12.000 trẻ em sinh ra bị dị tật tim bẩm sinh, và trong đó thì chỉ có khoảng 6.000 trẻ em được cứu sống, được có chi phí được phẫu thuật, còn lại các những cái đóng góp của chúng ta là những mảnh đời bất hạnh này sẽ được vượt qua. Thì trong mai xin mời các anh chị hướng mắt về sân khấu của chúng ta xem một đoạn video. Và đang đóng góp 1% cái thu nhập của mình và cái nguồn đầu tiên này đang chuyển vào